Mà đúng bắn mẹ, mà chưa bỏ lên mẹ. Chưa bỏ lên, chưa mẹ, chưa bỏ lên. Thầy kêu hồi ổng bỏ không đi quá rồi, chưa bỏ. Bí bánh xe thưa quý vị, bí ngô. Không cần cắt ha, xoay cái cuốn là nó gãy thôi ha. Gãy à. Nó bị không là nó gãy. Bứt luôn. Bí ngon mà bí dẻo ngon đó trời à. Wow. Nè con cứu sống con bí lỡ giùm cho ta nha. Để lâu hư không? Lâu anh à. Ồ, bí để lâu. Đây để tháng không? À, thường á. Quá trời bí đỏ luôn thưa quý vị. Dạ xin được kính chào toàn thể quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị đang được nhìn thấy một cái dòng chữ là chuyến xe giải cứu bí đỏ Ninh Hòa. Và hôm nay đó quý vị, đoàn của chúng em gồm những anh chị em đang công tác thiện nguyện tại bếp ăn không đồng tình người Nha Trang của em Diệu Hoa. Và hôm nay đó là nhóm cũng sẽ có một cái chương trình là đi ra ngoài tận Ninh Hòa luôn thưa quý vị, chỗ Ninh Sơn Đá Bàn. Và nơi đây là quý vị là sẽ thu mua lại bí đỏ của bà con nông dân ngay tại vườn luôn, và sẽ cắt bí đỏ rồi sau đó là chuyển lên xe tải rồi đem về nơi này, sau đó là sẽ phát đến những cái điểm để mà bà con cùng tới nhận phát không đồng luôn thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nghe em Diệu Hoa chia sẻ về chương trình ngày hôm nay tí xíu ha. Dạ thật ra là hôm nay là chúng em đi Ninh Hòa giải cứu trước 2 tấn bí đỏ cho bà con ở khu vực Đá Bàn, tại vì dù gì thì mình là cũng là con dâu của Ninh Hòa nên mình cũng có cũng muốn mang một chút tình cảm tới quê chồng, nên hôm nay em có kết nối với một số anh chị tại Ninh Hòa để giải cứu trước 2 tấn bí. Mong là qua kênh YouTube Lang Thang Nha Trang của anh Lợi thì sẽ được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân hơn nữa để nhóm tụi em có thể giải cứu hơn cái số 2 tấn. Mong là nó sẽ lên tới hàng chục. Dạ rất là mong sự ủng hộ của mọi người ạ. Dạ kính thưa quý vị, hiện tại ở Ninh Hòa bà con nông dân không có đầu ra của bí đỏ, tức là bà con thương lái không có tới mua, cho nên là đến hàng ngàn tấn bí đỏ hiện nay vẫn còn tồn động ở trong vườn của bà con, và bà con bắt buộc phải bán cắt lỗ luôn, bán gần như là giá thấp hơn cái giá mà họ đầu tư nữa, để mà một phần để mà lấy lại được một ít tiền để mà coi như là tiền phân bón, tiền này nọ, còn mồ hôi công sức của họ là coi như là ngày năm nay coi như là bỏ không rồi thưa quý vị. Và hiện tại theo em được biết á, giá bí đỏ mà một bạn vườn hồi sáng em có quay, bạn ấy chia sẻ bán 2.500 một ký, mà trong khi vào những cái giờ mà cái mùa mà bán được á, là tầm 6-7.000 một ký, và cái mùa mà được giá là đến 12.000 hoặc đến 15.000 một ký, nhưng mà hiện nay thì chỉ có 2.500 một ký thôi. Và hôm nay thì mình mua 2 tấn là 1 tấn là bao nhiêu vậy em ha? Dạ hiện là tụi em mua 1 tấn là giá 2.000 một ký ạ. À chỉ 2.000 một ký thôi. Dạ. Chắc là cái bạn kia 2.500 là bao xe, tại vì ở đây mình phải trả tiền xe riêng cho mình ha. Dạ đúng rồi ạ. Quý vị đã thấy là cái số bí đỏ mà nó tồn động á rất là nhiều luôn, đến hàng ngàn tấn. Cho nên bà con nông dân đang rất là lao đao, và hôm nay thực hiện chuyến giải cứu này thì mình sẽ hy vọng giúp một phần nào đó đến bà con ha. Dạ, đúng rồi bây giờ mình cùng đi đến Ninh Hòa đi. Dạ. Đến Đá Bàn. Dạ xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, em đang đứng ở một nơi rất là xa trung tâm thành phố Nha Trang, và nơi đây thuộc xã Ninh Sơn của thị xã Ninh Hòa thưa quý vị. Và đằng sau lưng của em đây đó là quý vị đang nhìn thấy một cái hồ chứa nước rất là rộng lớn, và nơi này được gọi là đập Đá Bàn thưa quý vị, chỗ cái chữ thủy lợi Đá Bàn đây nè.
Thì đây là một cái hồ chứa nước rất là lớn và xung quanh đây rất là đẹp và hùng vĩ thưa quý vị. Em sẽ ghi hình một vòng nơi đây để quý vị tiện theo dõi. Ở dưới kia là dưới hạ lưu. Và nhóm của tụi em hôm nay đi đến khu vực này là để giải cứu bí đỏ ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, ở Đá Bàn đây thưa quý vị. Tại vì bà con nông dân ở nơi này trồng bí đỏ nhưng mà đến mùa thu hoạch rồi, không có một thương lái nào đến đây thu mua hết. Và cho nên số lượng bí đỏ tồn đọng lại rất là nhiều và bà con không có đầu ra. Cho nên đến hàng ngàn tấn bà con không có thể bán được. Đời sống rất là khó khăn và hôm nay em cùng nhóm thiện nguyện bếp ăn tình người Nha Trang có lên trên này để mà mua 1-2 tấn bí đỏ về lại thành phố Nha Trang và phát miễn phí đến cho bà con. Rất là rộng lớn thưa quý vị. Lần đầu tiên em được quan sát cái đập thủy lợi này. Ở dưới đây vẫn còn một số hạng mục họ đang cải tạo thêm. Ở đây thì em đi với lại một anh bạn là nông dân ở nơi này. Thì bây giờ sẽ qua hỏi thăm anh. Tại vì đó quý vị bà con nông dân ở đây đó lao động rất là khó khăn. Nhưng mà hiện tại thì cái đầu ra của bí đỏ không có. Chào anh. Hỏi thăm và bạn có chia sẻ gì về cái tình hình khó khăn hiện nay không? Thì theo như hiện nay thì cái đầu ra của bí giờ còn không có, lại là người dân là đang rất là cần vốn để mà xây sửa trong cái chuyện sắp tết đến nơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhưng mà bà con ai cũng gặp tình trạng cũng như ai thân cũng như rồi, nhưng mà nói chung là bà con hiện đang rất là khó khăn đó, còn không biết diễn tả như thế nào. Cái bí đỏ này là chỉ riêng xã Ninh Sơn đâu hay là toàn Ninh Hòa luôn? Sẽ toàn Ninh Hòa luôn. Toàn Ninh Hòa luôn đúng không? Đến hàng ngàn tấn bị tồn đọng lại mà bà con thương lái không có tới mua đúng không? Cho mình hỏi thăm là lúc mà được mùa đó, mình bán bình thường á là giá bao nhiêu một ký? Dạ, giá dao động khoảng từ 4 đến 5 ngàn. Còn lúc mà được giá nữa thì bán giá thì được 10 ngàn. Còn hiện nay thì bán giá bao nhiêu à? Dạ 2 ngàn, 1.800. Ngàn 8 dạ. Đến 2 ngàn thôi. Như vậy là đủ cái tiền mình phân bón, đủ cái tiền vốn không? Dạ không đủ. Không đủ đúng không? Đủ, dạ. Để mà chăm sóc cái bí như thế này mà nó hình thành được thì phải tốn bao lâu mới được cái trái nó to bự như vậy? Theo theo mà cái quy trình để mà bí hồ lô như này á là cái tính từ thời gian bắt đầu gieo hạt đến thu hoạch là khoảng 3 tháng rưỡi. Nhưng mà hiện nay á là bí nằm tồn tại rẫy hơn 100 ngày. Wow. Tức là hơn 3 tháng rồi đó. Lại vẫn còn đang tồn trên rẫy á, là chưa cắt luôn. Dạ chưa. Wow. Dạ kính thưa quý vị, em hôm nay có mặt ở đây xã Diên Sơn để mà cùng với lại các anh em và cũng mong rằng là những hội thiện nguyện khác ở thành phố Nha Trang cũng như là những cô chú anh chị trong và ngoài nước Mạnh Thường Quân có thể phát tâm và cứu giúp những người nông dân ở khu vực Ninh Hòa này. Tại vì đến hàng ngàn tấn lận thưa quý vị, không có đầu ra. Dạ kính thưa quý vị, cái này là đang đi lên trên vườn, lên rẫy của anh bạn đây để mà thu hoạch bí đỏ. Đây nào quý vị. Đây là nông trại. Gần sát với chân núi luôn. Vườn bí đỏ rộng quá ha. Quá trời bí đỏ luôn thưa quý vị. Hai bên đường là bí đỏ. Quý vị cũng đang được quan sát là hồi nãy cái anh bạn này anh cũng có kể đó,
là tầm 3 tháng là có thể thu hoạch được rồi. Nhưng mà hiện nay thì số bí đỏ còn ở trên vườn này đã kéo dài hơn 100 ngày, tức là 6 tháng rồi thưa quý vị. Hơn 6 tháng rồi mà vẫn chưa thu hoạch, và tiểu thương cũng như là những người thương lái họ không có tới thu mua, không có đầu ra. Bên đây là trồng mía và trồng bắp. Tới nơi rồi thưa quý vị. Rất là khó đi. Mùa mưa thì ở đây đường cũng trơn. Chào mấy anh em. Wow. Từ cái ngoài mà ngay cái mương mà dẫn nước vô á là phải 7 phút đi xe vô trong này. Đúng rồi. Wow. Bình tĩnh anh Trần. Anh ơi, anh cho em hỏi cái tình hình chung của bà con Ninh Hòa của mình là bị tồn đọng cái bí đỏ này là như thế nào anh ạ? À? Tồn đọng bí đỏ giờ là làm không ai mua sao mua rẻ. Giờ dân chúng chết hay sao? Vậy đó hả? Ừ, giờ chết một là hán nữa. Quá trời luôn đó. Quá trời mà mua, nếu mà rẻ bây giờ mua công cho rẻ mà trong nếu mua mà cũng không lấy luôn mà vừa dân dạt chịu không nở. Vậy đó. Bây giờ ngồi trên đống lửa nè. Ngồi trên đống lửa, tức là cho em hỏi ở đây là bao nhiêu hecta này anh ha? Là bao nhiêu hecta là nói chung rẫy mà mình hầu dùng có đo. Không có đo. Cứ làm rẫy là ở nhà người 3 hát, người 2 hát mình cứ nói chung độ đội chứ làm rẫy hầu giờ có đo đâu biết. Dạ. Hiện cứ tại là cái số người trẻ ngang là cứ một người trẻ là với cực ít nhất là 80 túi, 100 túi, 200 túi cứ như vậy thôi. Dạ. Hiện tại cái số tồn đọng mà ngay vườn của anh là bao nhiêu anh ha? Rồi, nhắm được không? Không đâu. Mấy ngàn không? Mấy ngàn ta mà. Không, tức là cái số lượng bí đỏ mà tồn đọng hiện tại á. Mười mấy 20 tấn. Wow. Còn tổng cộng luôn cái Ninh Hòa này nghe nói là đến mấy ngàn tấn lận. Đúng rồi. Tổng cộng từ đây mà tới dắt lên kia là mấy ngàn tấn luôn. Dạ. Bây giờ mới có thu, mới đầu tiên thu à. Còn biết đâu bây giờ hiện giờ tại bây giờ đây ngang. Còn hại tiện hiện tại bây giờ ở trên số 5 kia là toàn bộ bỏ không dám hái. Sao vậy? Không đủ, hái không có người mua, mà không đủ tiền công, không đủ tiền xe chở. À, vậy nên bỏ luôn, bây giờ tính bỏ luôn. Tính bỏ luôn đó. Tính bỏ luôn, còn bí đỏ anh thấy không, anh từ dưới anh lên đây thấy bí lớn mà bí lớn giờ còn có 2.800 cho mấy đâu. Đó mà nó dạt tàn sát đó. Wow. Anh có thể cho em số điện thoại trên đây được không? Anh đọc giùm em số điện thoại đi. Em về em có thể kêu gọi huy động thêm bà con chính lên đây giải cứu. Chính đọc. Đâu em đọc thiếu 08. 08 777 777 58 58 928 928. Dạ. Rồi cho em hỏi là nếu mà vận chuyển thì sao? Thì vận chuyển thì quận, nếu mà vận chuyển từ núi về xe độ không chứ sao đâu. Tức là bây giờ nếu mà bà con ở dưới Nha Trang mà có mua á thì anh bao luôn xe xuống dưới đó thì tính như thế nào? Thì tính vé làng ở đây rồi tính vé làng á. Rồi để em qua bên kia chút xíu ha. Rồi em chào anh. Rồi anh tính giùm em đi, anh tính giùm em thử đi. Đúng rồi. Tính bây giờ giá bí rồi là cái giá. Sao anh? Giá bí nè rồi cộng thêm cái tiền xe vận chuyển nữa đi. Nói chung cái giá bí ở đây hiện tại ở vé làng ở mình đây là 2.000 đồng. Cước xe thì cái nhà xe ăn bao nhiêu thì mình báo lại, chứ bây giờ cái có nhiều nhà xe thì ăn tùy theo nhà xe ăn.
thì mình khi đó ai có thu, ai có giải cứu giùm thì mình báo cái cước xe rồi cái vé bí ở đây rồi cho biết cái đầu trong nó biết đỡ giúp cho bà con ở Ninh Sơn này. Rồi ok, cảm ơn anh ha. Cái gì qua cái clip này đó quý vị, em cũng mong muốn là cái số bí này ở đây hầu như là những bà con ở Ninh Hòa đến mấy ngàn tấn còn tồn động lại đó. Rất mong những cô chú anh chị trong và ngoài nước phát tâm đến những cái số bí này đến với bà con. Ở đây thì đang có nhóm của em Diệu Hoa Bếp Ăn Không Đồng, rồi em cũng đã đồng hành cùng với lại một hai nhóm ở Nha Trang khi mà cũng mua bí về rồi phát không đồng cho bà con nữa. Thật sự rất là ý nghĩa, vừa giải quyết được cái đầu ra của bà con nông dân, vừa giải quyết được nhu cầu thực phẩm đến với bà con. Đây bây giờ đi cắt bí đi. Như cái này anh bạn biết chỗ cánh đồng nào là thu hoạch được đúng không? Còn non hay sao quá chị? À từ đây đó ha. Wow, kính thưa quý vị, quá trời luôn. Wow, quá trời bí luôn thưa quý vị. Không cần cắt ha, xoay cái cuốn là nó gãy thôi ha. Nắng bể xuống này nó gãy. Bứt luôn. Bí ngon mà bí dẻo ngon nó chờ à. Wow. 50 kg. Chờ xong luôn. Ăn đúng không? Wow, vui quá ha. Đi đi. Đi ăn bí. Ăn chợ bí có tổ chức. Được chủ nhà cho phí. Bí về em cho hàng xóm nha. Đây anh Dũng ha, anh Dũng. Trái đỏ này, trái đỏ ngon nè. Xóm thôi chứ không làm gì đó. Vậy cứu bớt cái gì đó. Chứ mình vô tới tận vườn rồi. Trời ơi, bí ngon ghê à. Ngon ghê á mà. Đây nè, trái bự nè, trái bự nè. Mẹ con cứu sống đừng bí lỡ giùm cho ta nha. Bí để lâu hư không? Lâu anh à. Ồ, bí để lâu đây, đây để tháng không? Thường á. Rồi. Hái cái trái gì á? Hái mấy trái bự bự á. Trái cây bự càng tốt. Mấy kia là nó còn nhỏ. Khô cuốn á. Khô cuốn kìa. Đây nè anh. Mấy cái giác chữ luôn. Đó. Trời ơi, nó bự sư trời. Anh dậm chân xuống chứ không có gai chích. Nó không bẻ lên. Gì, tưởng đâu bé tưởng đâu ông hết trơn hết. Hả? Đây kính thưa quý vị, một cái bao như vậy nè, không có bao nhiêu tiền hết á. Thật sự là giá nó xuống thấp, quá thấp luôn. Như hồi nãy ảnh có nó chia sẻ là chỉ có 1.800 thôi. 1.800 một ký nhưng mà cũng không ai mua hết thưa quý vị. Đối với người nông dân thì những cái trái bí, những cái sản phẩm ở đây đó là mồ hôi, công sức và nước mắt nữa. Mà hiện nay thì không có đầu ra. Cũng mong rằng là qua clip này sẽ được kết nối với lại nhiều cô chú anh chị để mà giải cứu bí đỏ, giúp bà con ở đây. Rồi sau đó thì sẽ dùng cái số bí này tặng lại không đồng đến những bà con ở các thôn xóm quanh thành phố Nha Trang. Đây mấy anh em mình tranh thủ hái bông về ăn ha. Bông bí á gì xem. Đọt bí nữa. Ngon mẹ. Rồi giờ tôi xong giờ tôi đặt mớ đi. Tôi đặt mớ về bếp ăn xèo. Giờ đọt bí mình lật thoải mái đúng không? Bí. Giờ mình đâu có còn gì nữa đâu đúng không? Ok luôn. Tức là thu hoạch xong là mình lật bông với lật đọt được hả bạn? À. Em
hơn, giờ mình lặt mới được. Lặt đi vừa xào ngọt hơn. Đây nó ha. Ờ, nó nụ nè. Bí nụ rất là ngon. Cái nụ ăn ngon lắm. Dạ. Giờ mình lặt cho mình trước. Trời ơi, bữa nay nên nụ nó đen rê bông tùm lum đây chứ. Quá trời luôn. Cái nụ nữa. Tại vì cái này mấy anh chị ở đây nói chỉ có 3 tháng thôi là thu hoạch được rồi, nhưng mà bây giờ là quá lứa. Đi được 5 tháng luôn rồi mà. 5 tháng luôn rồi anh? 5 tháng bây giờ không ai thu hoạch được đâu. Wow. Tại vì quý vị ơi, cái này á, là nếu mà thu hoạch á, là phải tốn tiền nhân công, tốn tiền rất là nhiều thứ, lại không có đầu ra nữa, thì bà con chấp nhận là bỏ trắng cánh đồng này luôn thưa quý vị. Bao nhiêu là tiền của bà con đều đổ dồn hết ở đây rồi. Và bây giờ thì cận Tết lắm rồi, chỉ còn có mấy chục ngày nữa thôi là đến Tết rồi. Trình tài xế xe tải chuyên chở những chuyến xe không đồng cho nhà ăn không đồng. Không, cái đây giờ anh mua cho hàng xóm. Dạ. Một bao đây 50kg không? 65kg hả? Đầy luôn rồi, 65kg. Thôi khoảng 100.000 thôi. 100.000 là 50kg hả? Một bao đầy đây coi. Cái gì vậy? Anh nói 2.000kg rồi mà. Vì mà có trăm... Thì anh bán có 2.000kg rồi mà. 50kg như vậy. Thì bây giờ anh 50kg, 100.000 đó, anh muốn lấy nhiêu anh lấy. Lấy chừng nửa bao thôi. Cho hàng xóm đủ rồi. Thôi. Không có vô. Hai cái biến khổng lồ. Làm mấy con chim kia nó cũng sợ luôn. Trời ơi, bán gì rồi là vận chuyển rồi luôn hết. Như vậy sao vét đi. Mấy chết mẹ rồi. Nặng lắm á chứ không giỡn đâu nghe anh. Không hề nhẹ đâu. Mọi người cứ lựa trái già già hái. 10 người rồi 50 người, 100 người thì thành trái già già hái nghe. Nó lại thành bảo thành giải cứu được cho bà con nông dân, chứ bây giờ người ta vận chuyển ra xe không có đủ cái kinh phí thì người ta bỏ rất là tội lắm. Nguyên một cái núi đây luôn. Thôi đi. Nặng rồi. Tại vậy sao vô vác ra? Có mấy ông anh kia vô vác. Chứ mình sao vác trời. Mình thì bỏ tay. Vô gần cái chân núi rồi. Đó, nguyên một cái cánh đồng này luôn. Kìa trên sườn núi cũng có kìa. Sườn núi kìa. Trên sườn núi cũng là bí kia. Trời ơi. Tội quế tội đó, nguyên một bao gì nè. Cả 100.000. Chưa anh ơi, có dây không? Anh tìm coi có đó có dây không? Không về tại đến bí coi như thế này. Hỏi đá. Làm chưa kịp nghỉ rồi thấy biết. Làm từ 5 giờ rưỡi sáng đi rồi chưa kịp thở. Sáng giờ đi từ đâu? Cái này là Nha Trang ra, uống nước nè. Đây có thùng nước đá nè. Cái này là dè lắm rồi. Ý đây mà nếu đỡ gì nó hái đỡ gì thì có nửa tháng nó cũng chưa hư. Ừ. Đỡ gì nè. Mà phải đổ re cho đỡ răng beo thì nó hầm. Giờ mà đổ hết re thì nó hư có nửa tháng nó hư. Mẹ bây giờ mà đỡ răng beo gì nó hầm hư. Giờ này nó đi hái đột bí. Còn mày không hái thì nó hư chú hả? Nó thúi hả? Nó thúi nữa. Nhưng mà nó thúi từ từ. Dạ. Nóng luôn. Giờ xuống nước mưa nó xuống nó chan rồi. Đi xuống nước mưa xuống là mau nữa. Thì nó càng nhanh nữa. Mưa nó nữa, mưa bê đi, mưa bê ngày nữa, thứ hai thành thử vợ tôi cũng hái đâu mà mai về bỏ đỡ đó bén thí vậy giờ sao ai tranh thủ hái về để ở nhà trước mua hai ngàn gì đó nó mua thí vậy giờ sao mưa thấy trong Nha Trang một quán bơ giờ cút cút lại tiền phân một phút tùy chỗ. Bây giờ chợ bán 25.000kg nếu mà bí á nha, mà vé 5.000 thì làm vừa đủ vốn, mà 2.000 đây cứ một bịch gì là lỗ 500, cứ từ bao nhiêu bịch là lỗ bao nhiêu. Tại mà tính mà một bịch bí mà từ khi mà phát tới khi mà thu là 1 triệu, đầu tư nó 1 triệu đó, mà bây giờ mà bán là một bịch đó mà một bịch nó có 2 tệ mà bán là 2.000 thì mới có 400.000 rồi. Dạ. Lỗ hết 600 rồi không, chưa nói tiền hái tiền đồ
đúng rồi, tiền công nữa. Ở đây là gòn nha, còn nếu lên kia là nó trở gì từ trên núi mà về tại chỗ chỗ nhà dưới đó. Như trên sườn đây cũng có nè chú hả? Đó, trên sườn núi vậy. Đó, cái đống kìa, chớ trên sườn kìa. Trên đó nhiều lắm, mình lên phải xì độ lên chứ. Ở trên sườn đó. Trên sườn núi trên đồi đó, thấy không? Nếu mà trên đó mà gì là lỗ một cỡ 6-700 ngàn. Tại vì bây giờ một tấn á, mà gì tao nhẹ là tiền chở với tiền hai công hái là một triệu một tấn rồi. Bây giờ là cho lên xe. Mình cứ đi cây để một bao dọc bao nhiêu bao một dọc á, một bao ngang tại vì nó có hai lớp xe đó rồi dọc không cắt dọc hết đi cắt rồi cho tao nằm xuống đi nằm không cắt dọc hết rồi đây cắt không hết tại vì đó nếu mà không ấy là lên bỏ hai lớp xe cho làm lên luôn. Chị Dung ơi, cái này giờ nấu món gì được chị Dung? Xào. Xào hả? Nói chung ăn chay thì xào chay, mà ăn mặn xào mặn. Thấy tội với mẹ, giờ bà con ta cũng bỏ chứ không phải là mình thêm mà mình lấy không thêm. Thấy giờ hỏi ảnh anh nói bỏ rồi. Nên thử nói thôi để ngắt mới. Đúng rồi, thu hoạch rồi mà. Thấy bí nhiều mà, tội với. Nãy giờ thấy đem bí mà thấy mình cũng nghiện ấy, là huống hồ chi bà con mà kiểu như trong cuộc. Thiệt. Thôi giờ mình cũng ráng kêu gọi bà con ấy, ai ủng hộ thì mình đi tiếp để giải cứu được khúc nào hay khúc nấy. Mình dự định phát đâu chị Dung ha? Thì trước mắt là ba địa điểm ở bếp ăn không đồng ở Nguyễn Khuyến, với lại mấy ấm vòng đây Mỹ ở ngoài 5B đường 2/4, với lại dưới chùa Ê Linh ở dưới đường Thép Bè. À, chỗ gần ngay đình đó ha. Đình Cù Lao đó, ngay đình Cù Lao chùa Ê Linh. Wow, cái này là mồ hôi công sức của bà con nè. Thấy quế tội luôn. Đến hàng ngàn tấn luôn là biết cỡ nào ra, rồi. Kiểu như là thấy hoa nhiều mừng xong tới phiên ra trái, kiểu như nó cái người nông dân ai cũng gì hết á. Để bắt đầu thấy là mừng rồi mà rốt cuộc lại kiểu như tới đích rồi cũng không được hưởng, thấy quế tội luôn. Cơm dọn lên rồi mà chưa được ăn á. À, lên mâm rồi mà cũng không được ăn. Ủa, giờ nó răng nó ngứa. Mấy cái gai này nó ngứa lắm, chứ phải dễ nào giỡn đâu nha. Thôi về tối nay anh em mình có một bữa. Nhiều đây là ngồi lột, nhiều đây lột đây là đau cái lưng luôn á. Giờ ngồi xi lột. Ông ai nữa về ông cha vợ tối sao bò. Chứ ông vợ ông chữ á. Bỏ vợ nó để con tính tiền theo cái tiền đồng bí đó. Tính thêm tiền đồng bí á nghe anh chị anh. Anh ơi, anh có mong muốn điều gì không anh? Bây giờ cũng mong muốn gì không? Muốn vậy bây giờ biết dễ bây giờ bán không là cho là cũng không muốn gì nữa, mà muốn là bà con đó là ủng hộ cho nó hết cái sở biết ở xã Ninh Sơn Đá Bàn huyện Ninh Hòa. Rồi, cảm ơn anh ha. Dạ, kính thưa quý vị, hy vọng rằng sổ bí ở đây của toàn thể bà con Ninh Hòa sẽ được giải cứu được cái nào hay cái đó, thưa quý vị. Năm khác là mưa từ đầu tháng rồi. Xin mua giống. Đừng ngọng đi, ổng là đi hai. Tránh con, tránh cho ba khiên con. Tắp vô cho ba khiên con. Lấy lại giữa con. Mấy cái tấm bỏ này bên đường lát bỏ học. Tại vì đằng này cũng có một dây lửa mà. Tắp cho nó xì này. Bữa nào biết bánh xe bị gì không, 4 tiếng nào.
Ở đây chính quyền địa phương xã cũng đã mở hẳn một cái điểm luôn thu mua bí đỏ hỗ trợ nông dân. Ở đây quý vị thấy rất nhiều những quầy sạp trưng bày những cái bí đỏ ra ở đây. Rồi rất nhiều những bà con cũng tới đây giải cứu. Chào bạn, cái này mình mua mình ủng hộ bà con luôn á ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xe này máy bao nữa thôi là cũng đầy luôn rồi thưa quý vị. Bao này bao nữa đúng không? Ba tấn luôn hả? Gần 3 tấn luôn. Dạ kính thưa quý vị, ban đầu á là nhóm của Diệu Hoa dự định là mua tầm khoảng 2 tấn thôi. Nhưng mà bây giờ số lượng đã gần 3 tấn rồi. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha anh nha. Dạ. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, ráng cố gắng lên. Dạ. Rồi dầm tay lại. 1.40.000, 46.000, 30.000. Cảm ơn cô, cảm ơn bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe luôn ha. Rồi, rồi. 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 Thì do đó ai còn con nào ấy thì ghé mua giùm tiếp, mua hỗ trợ. Hy vọng là sẽ có nhiều bà con ủng hộ cho những bà con nông dân ở đây. Cảm ơn bạn, cảm ơn luôn cô. Rồi, đi. Rồi, mấy cái bao mà chút chút tính tiền hết luôn rồi nha. Đấy hết à. Này là bí bánh xe thưa quý vị, bí ngô nè. Rồi cái đoàn của mình có ghé nhà em chơi hay là ở đâu chơi thì mình chào trước ha. Mình chỉ xin phép giờ trước. Bye bye. Dạ kính thưa quý vị, một chút chia sẻ trong ngày hôm nay quý vị cũng đã được nhìn thấy một cái cánh đồng bí đỏ mà nó là rất là rộng. Và bà con buôn bán ở nơi này nữa nè, cũng có khá nhiều người tới đây ủng hộ. Tuy nhiên thì số lượng đó cũng chưa thấm vào đâu. Tại vì đến mấy ngàn tấn bí đỏ lần thưa quý vị. Rất mong muốn là được kết nối với lại nhiều cô chú anh chị biết đến thông tin, có thể là tới với lại địa danh Ninh Sơn, Ninh Hòa để mà thu mua bí đỏ của bà con ở đây. Cảm ơn rất là nhiều. Một chút chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.